Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Crypto Jam. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái đồng coin mới, đó chính là con Covalent. Thì cái đồng coin này được một bạn comment gợi ý cho mình. Thì mình đã tìm hiểu qua thì mình thấy được đây là một đồng coin cũng khá là tiềm năng, nên mình sẽ làm video này để chia sẻ cho các bạn. Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem coi là nó có những đặc điểm gì. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu coi là Covalent là gì. Thì Covalent là một cái mạng lưới mà nó cung cấp dữ liệu, cung cấp một cái API hợp nhất đa chuỗi duy nhất. Từ đó thì nó tạo ra một cái khả năng truy cập vào sâu trong blockchain, cung cấp những cái dữ liệu một cách minh bạch đầy đủ và chi tiết nhất. Các cái thao tác phức tạp như là truy vấn, phân tích số dư ví, lịch sử giao dịch, phân tích ROI sẽ được Covalent thực hiện một cách dễ dàng thông qua API hợp nhất đó. Covalent đã công bố có hơn 100 khách hàng và một số blockchain bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Polygon, Avalanche, Phantom. Thế thì cái dự án Covalent này nó giải quyết cái vấn đề gì? Như chúng ta đã biết thì blockchain chắc chắn sẽ thay đổi thế giới, nhưng nó sẽ có không ít những cái khó khăn nếu như mà cái dữ liệu của nó không thể truy cập được. Trong khi cái mục đích của blockchain là một mạng lưới công khai, minh bạch, các cái dữ liệu lịch sử nằm sâu bên trong rất khó để tiếp cận, nếu như không muốn nói là gần như là không thể. Thì từ cái vấn đề đó thì Covalent mới cung cấp một cái API hợp nhất, mang lại cái khả năng hiển thị hàng tỷ điểm dữ liệu blockchain. Covalent sẽ là mạng lưới cung cấp cơ sở dữ liệu cho các project về DeFi và hay là NFT. Và tiếp theo là những cái đặc điểm nổi bật của dự án Covalent. Thì những đặc điểm nổi bật này nó hơi hàn lâm các bạn, nó có nhiều cái thuật ngữ trong kỹ thuật của blockchain. Thì đối với chúng ta là những nhà đầu tư thì chúng ta cũng không cần phải quá đi sâu vào cái mặt kỹ thuật, chúng ta chỉ cần hiểu một cách nó cơ bản, nó khái quát là đủ rồi. Thì Covalent nó sử dụng cái Moonbeam blockchain làm settlement player, hiện nó đang khởi chạy Parachain trên Polkadot. Thì Covalent tạo nên sự khác biệt của mình nhờ cái tính năng, ví dụ thứ nhất, Complete Radial Visibility. Covalent đã lập chỉ mục và giải mã toàn bộ blockchain để cung cấp cho nhà phát triển thông qua một API thống nhất, khả năng hiển thị đối với hàng tỷ điểm dữ liệu blockchain cho mọi ví đơn lẻ. Đặc điểm thứ hai là No Code Solution. Thì Covalent không yêu cầu các nhà phát triển viết code hoặc hiểu các cái sắc thái của cấu trúc dữ liệu blockchain, từ đó có thể tiếp cận với người dùng không phải là dân kỹ thuật. Đặc điểm tiếp theo là Single API for Multiple Blockchains. Thì Covalent API đơn giản hóa sự tinh tế của các blockchain khác với nhau bằng một API hợp nhất duy nhất. Đặc điểm tiếp theo là Primer Transformation Engine, một ngôn ngữ chuyển đổi nội bộ lấy cảm hứng từ ngôn ngữ truy vấn MongoDB. Với Primer, các nhà phát triển có thể chỉ chọn các trường mà họ muốn và tổng hợp thêm dữ liệu cho phù hợp với nhu cầu của họ. Tất cả những cái điều này được thực hiện ngay ở thời điểm truy vấn trong thời gian thực. Và đặc điểm tiếp theo là Enriched Decoded Data. Thì dữ liệu tiếp tục được giải mã thành một cái định dạng mà nhà phát triển có thể sử dụng ngay lập tức, không cần phải tìm API hoặc viết mã giải mã tùy chỉnh. Và cái đặc điểm cuối cùng là Decentralized Indexing Varying Middleware. Thì Covalent Network có tính năng lưu trữ phi tập trung hoàn toàn với phí thấp và thông lượng cao. Và tiếp theo là tokenomics của dự án. Thì Covalent có tổng cung là 1 tỷ token. Thì được phân chia như thế này, 10% dành cho seed sale, private sale là 20%, private sale lần thứ 2 là 3%, public sale là 3%, là tổng cộng họ bán qua các vòng là 36% token, 14% dành cho team, 2% dành cho advisor, quỹ dự trữ là 20%, phần thưởng staking là 8% và cái ecosystem là 20%. Thì đây chính là giá của những cái đợt bán token của dự án. Thì vòng seed sale là bán 100 triệu token với giá là 0.005. Và cái vòng private sale thứ nhất là bán 200 triệu token với giá 0.013 đô la. Và cái đợt private sale thứ hai là bán khoảng 30 triệu token với giá là 0.085. Và public sale thì bán 31 triệu token với giá từ 0.125 đến 0.35 đô la. Và tiếp theo là tới cái lịch mà phân bổ token của dự án. Thì cái token sale là khoảng hơn 36%. Thì trong đó cái vòng seed sale sẽ được vesting 18 tháng. Sau đó sẽ trả là 25% ở tháng thứ 6, 25% ở tháng thứ 12
25% ở tháng thứ 15 và 25% ở tháng thứ 18, có nghĩa là cách 3 tháng sẽ unlock một lần. Và Private Sale của đợt thứ nhất là vesting 9 tháng, không có click nên trả 25% ở TCE và 25% ở tháng thứ 3, 25% tiếp theo tháng thứ 6 và 25% cuối cùng ở tháng thứ 9. Và Private Sale thứ hai thì vesting 9-24 tháng. Do giai đoạn vesting thì nên có thời gian trả 25%, như các vòng trên thì sẽ có chu kỳ từ 3-6 tháng. Về Public Sale thì vesting 0-24 tháng. Cái lựa chọn thứ nhất thì không vesting, nhưng cái lựa chọn thứ hai thì 12 tháng vesting và 1 tháng click. Thì cái lựa chọn thứ ba thì 24 tháng vesting và 1 tháng click. Thì cái lựa chọn VIP hơn thì sẽ trả dần mỗi 6 tháng và 6 tháng click. Team là 36 tháng vesting, 25% trả sau 12 tháng. Và Advisor là 3 hoặc 24 tháng vesting. Thì các bạn có thể tham khảo qua cái hình này là chúng ta có thể thấy rõ nhất những cái đợt mà unlock token của dự án. Và tiếp theo là cái chức năng của cái token CQT này. Thì thứ nhất là quản trị, thứ hai là staking, sẽ nhận được phần thưởng là từ 3 đến 20% một năm. Chức năng thứ ba là phí yêu cầu dữ liệu. Và chức năng thứ tư là phí quản trị. Validator có thể tính thêm cái phí này khi người dùng ủy quyền quản trị cho họ. Phần tiếp theo là sẽ đến team. Thì như các bạn cũng đã thấy ở trên màn hình đây là đội ngũ team của dự án. Thì dự án Covalent chính thức được khởi động từ năm 2017 bởi hai nhà sáng lập là Ganeshwamy và Levi Au. Thì ngay từ khi thành lập chưa lâu thì team phát triển dự án này đã kêu gọi thành công hơn 5 triệu đô la từ những nhà đầu tư. Và sau hơn 4 năm ra mắt, dự án cũng đã dần dần khẳng định được cái chỗ đứng của riêng mình và ngày càng nhiều có những cái nhân sự chất lượng đến với dự án. Thì hai co-founder của dự án có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ này. Một người dẫn đầu ngành về phân tích cơ sở dữ liệu, một người thì dựng sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của Canada là Best.io và nằm trong nhóm xây dựng CloudDB IBM, và là tác giả của nhiều thư viện mở nguồn mở Arian. Và dự án thì được đầu tư backer bởi những cái quỹ đầu tư rất là lớn. Có những cái tay to như là Binance Labs, Coinbase Venture, Alameda Research. Và đối tác thì dự án cũng hợp tác được rất nhiều những cái tên tuổi lớn trong giới crypto. Đương nhiên là có Binance và có rất là nhiều những khách hàng và những blockchain tầm cỡ như là Ethereum, Polkadot, Polygon, Avalanche hay là Phantom. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá cả cũng như là biểu đồ và on-chain của dự án Covalent này. Thì Covalent hiện tại có giá khoảng 0.35 đô. Cap hiện tại là chỉ có khoảng 100 triệu thôi nha các bạn. Khối lượng dịch theo 4 giờ qua là hơn 4 triệu. Và cung lưu thông hiện tại là khoảng hơn 311 triệu. Và tổng cung là 1 tỷ. Là chiếm khoảng hơn là 31% tổng cung của dự án. Về giá cả của Covalent thì hiện tại là nó đã do Bitcoin nó đâm cho nên là cái đồng coin nó cũng về lại với cái giá là khoảng 0.30 mấy. Và hiện tại nó vẫn đi ngang cái giá này. Thì Bitcoin một hai ngày qua đã có sự điều chỉnh nhẹ cho nên là nó cũng có phản ứng là giảm lại. Thì mình nghĩ đây là một cái vùng mua cũng khá là đẹp. Này các bạn thấy đây nè, cái vùng mua chỗ này cũng 0.30 mấy. Và ngay lập tức nó dựng cột lên là khoảng 1.75 đô la. Thì nó do Bitcoin sập cho nên là nó về lại cái vùng này. Thì mình đánh giá đây là một cái vùng mua khá là đẹp cho bạn nào mà muốn vào hàng. Và tiếp theo là cái phần on-chain thì mình sẽ đi sơ lược qua một vài những cái ví lớn cá voi của cái đồng Covalent này, xem coi là họ đã làm gì trong những tháng ngày vừa qua khi là Bitcoin boom cũng như là Bitcoin dump. Thì hiện tại là cái cung lưu thông của nó chỉ có là khoảng hơn 31% thôi, cho nên những cái ví đầu này nè là những cái ví mà nó chưa unlock nha các bạn. Ở đây nó bị khóa. Này là 65%. 65%. 70. Đây thì chúng ta bỏ ba cái ví đầu này đi. Chúng ta bắt đầu xem những cái ví sau. Thì bỏ ra những cái ví sàn các bạn, này là FTX nè. Sàn FTX. OK, KuCoin. Chúng ta bỏ qua những cái ví sàn đi. Đây là một
vài những cái ví cá voi của cái đồng coin Covalent này, thì con cá voi này hô đến tận 7 triệu, gần 8 triệu đồng Covalent nha các bạn, là khoảng 2,7 triệu đô la. Con này nó bán khá nhiều ở giai đoạn này, nhưng mà tới đây thì nó tích lũy lên lại nhiều và nó tiếp tục bán. Bán cũng khá là nhiều và hiện tại nó chỉ còn giữ khoảng 7 gần 8 triệu. Và con cá này thì nó tích lũy nè các bạn, tích lũy khá là nhiều ha. Tích lũy khá là nhiều và vẫn giữ tới thời điểm hiện tại luôn. 33 triệu đồng Covalent. Khoảng 11 triệu đô la vẫn đang tích lũy, con cá này khá là bự nha các bạn. Và con cá này thì nó bán cho nên nó bán được đỉnh rồi các bạn. Được đỉnh 1.7 mấy. Và tới bây giờ thì vẫn còn giữ khoảng 22 triệu, là gần 8 triệu đô la. Còn con cá này thì tích lũy đến đỉnh thì có lẽ là bán một ít và vẫn còn giữ 22 triệu. Còn con cá này thì nó bán khá là nhiều đợt này, và vẫn đợt này thì bắt đầu tích lũy và giữ khoảng 20 triệu, khoảng 7 triệu đô la. Còn con cá này thì nó cũng hơi dao động, nhưng mà nó tích lũy cũng khá là nhiều, 11 triệu, khoảng 4 triệu đô la. Con cá này thì nó mua một phát luôn các bạn. Nó mua một phát là 11 triệu luôn. Mua một phát là gần 4 triệu đô la luôn. Nó mua là khoảng ngày 6 tháng 3 ha. Để mình coi ngày 6 tháng 3. Đây này các bạn. Nó mua khoảng 0.35 đô la. Nó mua khoảng là 8,6 triệu đồng Covalent ở giá là 0.35 đô la. Con này giống rồi này. Thì đó là sơ lược về giá cả biểu đồ cũng như là on-chain của dự án Covalent. Thì như chúng ta cũng đã thấy là những con cá mập vẫn đang còn đang giữ khá là lớn đồng Covalent này. Và có một con cá thì nó mua một phát luôn ở giá 0.35 đô la là 4 triệu đô la. Thì chúng ta thấy được là cá mập nó mua như thế thì mình cũng có niềm tin hơn các bạn. Mình những con cá con như mình thì cũng có niềm tin hơn vào cái đồng coin này. Thì đó chính là sơ lược về đồng coin dự án Covalent này. Thì đây mình đánh giá đây là một dự án rất là tiềm năng. Hy vọng là các bạn sẽ nhận được nhiều thông tin hữu ích để chúng ta ra quyết định nó hợp lý hơn. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy tặng cho mình một like, một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.